Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Clip mới hôm nay thì em xin giới thiệu bà con mình về một số tác phẩm nha. Có bộ bàn gỗ cho chắc nha bà con, rất là quyết nha. Có bộ bàn gỗ đó, ổ quà bằng một bộ bàn bằng nhôm đúc. Đó, bộ này là nhôm đúc nha, 7 món. Đó, và một số món đồ gốm tàu cũng như là đồ phong thủy các loại để giới thiệu cho bà con mình. Qua số điện thoại em là 0772 877278. Địa chỉ cửa hàng nằm ở tuyến quốc lộ 91 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Bà con mình xin lưu ý giúp em là xin nhớ số điện thoại là 0772 877278 nha, để mình mới có thể trao đổi và giao lưu với nhau nha. Thì đầu tiên này mã số 1C. Bà con mình xem một cái bộ bàn rất là đẹp nha bà con, 7 món nha. Bộ này chất liệu của nó là nguyên con đều bằng gỗ chắc hết nha. Hàng được cẳng những cái vật phẩm quý giá như này nha bà con. Khá là đẹp, hai cái đôn một bàn và bốn cái ghế đơn. Được cẳng ốc và người ta cẳng hàng cũng như kết hợp với là thân cây gỗ xưa nha. Cái đường kính đôn này là em đo là 32 nè, mặt đôn ngồi nha, chiều cao của đôn em đo lên tới là 40. Trên mặt đôn bà con mình xem cẳng những cái nụ hoa hồng nhìn rất là đẹp nha. Bút hoa hồng, gỗ là gỗ chắc hết nha bà con, cái này đã được làm bóng rồi nha, sạch sẽ sáng bóng, mình về là xài sử dụng thôi. Không cần làm gì thêm nha. Hàng lành lặn và liền lạc hết. Gỗ thì chắc chắn cứng cáp luôn, đây dày dặn lắm nha bà con. Rất là cứng nha. Khá là đẹp, cặp đôn mình dùng thế nào mình ngồi kèm theo hoặc mình kê đồ chân đồ. Còn bàn là một cái bàn nè, chân thì chân gờ nha. Cái đường kính bàn này là em đo nó lên tới là 98 thủ bì nha. Chiều cao của cái bàn này thì nó lên tới là 74, cao của bàn là 74 nha. Trên mặt bàn là cảnh cái tích là bát điểu chào hoàng, hội tụ các loại chiên nha bà con. Khá là đẹp luôn nha. Hàng thì làm lặng liền lạc đó bà con mình xem. Mặt bàn cảnh như là một cái bức tranh quả đồ nha. Nhìn là không chê vào đâu được. Từ những con ốc nè cho tới những cái mảnh gỗ xưa là thân cây gỗ vàng là cây gỗ xưa nha. Kết hợp với màu trắng hồng này đều là ngà bà con mình xem. Những cái loại quý giá. Thì mặt bàn này thì em cũng báo trước bà con mình là nó ghép nha, khoảng chừng 3-4 lá gì đó. Chứ không phải liền một lá, nếu mà liền một lá thì hàng nó sẽ giá trị rất là cao, thì không những bạc trăm. Nhưng mà hàng này thì có sao em báo mình như thế nha, giá cũng tương đối. Gỗ chắc thì mình cũng biết rồi, cái loại gỗ rất là giá trị nha bà con, và nó rất là quý giá trong cái thời điểm hiện nay nha. Khá là đẹp, trùng hạt đồ nằm bà con mình xem. Dèm thì chạm đục nè, những cái đường hoa văn, dây leo cũng như là dây nho rồi nha. Này hoàn toàn đồng đều bằng gỗ chắc hết nha bà con, không có trộn bất cứ cái loại gỗ nào vô nha. Bên em giao lưu thì sẽ bao ship và bao bà con mình kiểm tra hàng, test hàng và thẩm định gỗ nha. Đúng gỗ đúng chất lượng thì bà con mình nhận giúp em. Còn ghế đơn thì nó còn có là cái ghế đơn được cảnh chim hoa và chạm đục chim hoa, chút tre, nét hoa văn thì người ta chạm đục chút tre nha, tượng trưng cho trực quân tử người Việt Nam mình nha bà con, khá là đẹp luôn. Chạm đục mình nhìn xem, hàng thì nói chung là hàng quýt cao cấp á, sạch sẽ sáng bóng á. Nói chung là gỗ này là gỗ rất là giá trị rồi. Mình đi nhiều khi hàng mình đến nhiều nơi á, nhiều gia đình hộ á, nói chung nói về gỗ chắc thì ít có người có xài sử dụng lắm nha bà con, vì cái này nó không có nhiều thị trường nha, hạn chế. Nhiều khi hoài trong nhà hoài ngàn có nhà mình mới có một cái những món đồ gỗ chắc thôi. Chiều cao này á là em đo ghế là em đo là 1m07 nè. Chiều ngang của phần lưng ghế là 61 nha. Chiều ngang vị trí mình ngồi là hai cái tay cũng bị 62. Chiều sâu ra em đo luôn lọt lòng là năm tới là 47. Từ mặt đất trở lên vị trí mình ngồi là 43 nha. Cẳng bà con mà xem và chạm đục chim hoa nè, cái thành sau lưng này nó cũng khá dày, 4 phần thủ bì lưng nè. Cái thành dày 4 phần, ghế thì khá là nặng, ghế đơn á. 4 cái thì đều như nhau nha, cẳng khá là đẹp, chim hoa nhìn rất là đẹp luôn. Tay này thì chiều ngang của tay thì lên tới là 7 phân, tay 7 phân nha. Bà con mà xem văn gỗ của nó là siêu văn tự nhiên luôn, khá là đẹp nha bà con. Tay cuốn nè, chạm đục nè. Bốn cái ghế như thế này nha, rất là nặng. Nói chung gỗ chắc bây giờ là người ta tính bằng kg á. Nếu về nói về gỗ thô của nha, giá trị của nó thì tính bằng kg nhưng mà cũng rất là hiếm. Cũng rất là hiếm nha, có gì dùng được cũng rất là hiếm, mà giá trị nó thị trường cũng rất là cao. Bà con mình xem giúp em nha, cái bộ này là rất là quý và đẳng cấp. Mình sưu tầm bộ này về là mình xài nói chung là vĩnh viễn luôn đó nha, khá là đẹp. Đây, mặt gỗ sau lưng người ta làm sạch sẽ liền lạc lành lặn nha. Cái bộ này 7 món nha bà con, em giao lưu với bà con mình có giá là 58 triệu nha. Em bao phí vận chuyển trên mọi miền tổ quốc. Chất liệu em bao là gỗ chắc toàn bộ nha, bao về mình kiểm tra và test hàng nha, về kiểm tra hàng đúng chất lượng thì bà con mình nhận giúp em nha, 58 triệu. Rồi đến với mã số 2.
Đó, thì chi tiết bà con mình lưu ý là xin liên hệ số điện thoại này giúp em là 0772 877278 nha, một số điện thoại duy nhất thôi. Mình ở gần khu vực miền Tây nè, có thể đến trực tiếp cửa hàng chúng em để mình xem tham khảo và giao lưu nha. Số 2 là một cái bộ bàn nhôm đúc nha bà con, liền khối từ ghế cho tới bàn luôn, chân bàn mặt bàn liền khối nha. Đó, khá là đẹp. Cái này là mang cái tính chất là phong cách cổ điển nha bà con. Đó, phong cách cổ điển nha, châu Âu. Đó, bà con mà xem nha, trên này thì người ta đúc là những cái dây nho, chùm dây nho. Với chiều cao của cái bàn em đo là 73 nè. Mặt bàn có cái đường kính thế này là 75 luôn nha, mặt bàn đường kính 75. Chân là người ta đúc là những con sóc nè, chạy lên thẳng tới trên và những cái dây nho. Đó, nhìn rất là đẹp và hồn luôn nha. Đó, cái này người ta thiết vàng mạ vàng nha bà con. Đó, khá là đẹp. Đó, bà con mình có nhu cầu thì cứ liên hệ kết bạn số điện thoại Zalo nha, bên em sẽ tư vấn hỗ trợ thêm. Còn ghế có cái chiều cao thế này em đo là 86. Chiều ngang của ghế thế này là 41 nha, ngang ghế 41, cao 86. Đó, liền khối hết trơn nha, chân liền, đó, giữa lưng liền. Mặt ghế người ta làm cái độ hơi thụng nhẹ chút xíu để mình ngồi cho nó thoải mái nè. Đó, khá là đẹp nha. Chân là liền nè. Đó, chất liệu bằng nhôm nha bà con, nhôm đúc nha. Cũng khá nặng á, bộ này em độ cũng khoảng 5-70 kg không ít đâu. Đó, nguyên bộ nó 6 cái ghế và một cái bàn, mình sử dụng mình để ban công nhà mát hoặc là hành lang can nhà mình, mưa nắng ngoài trời không hề ảnh hưởng nha. Bộ này em giao lưu giá chỉ có là 24 triệu thôi. Đó, 24 triệu em bao phí ship trên mọi miền tổ quốc nha, 24 triệu. Đó, em bao phí ship trên mọi miền tổ quốc. Bà con mình có nhu cầu giao lưu thì liên hệ số điện thoại giúp em, kết bạn Zalo. Bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho bà con mình kỹ hơn, hoặc là mình có thể đến trực tiếp cửa hàng để mình xem và tham khảo nha. Đó. Đây, tiếp theo em mã tiếp theo là mã số 3. Số 3E nha bà con, 3E là em có một tác phẩm nè. Đây là một cá bà con mình xem nha. Cá này là cá ngăn lông, người ta khảm là khảm ngọc trai nha. Bằng gốm sứ mà khảm lên ngọc trai nè. Và đá kim tuyến nhìn rất là đẹp, nhìn rất là sang, mang cái tính chất là phong thủy á. Chiều cao luôn đế 29 nè, tổng chiều dài là 42. Đó, chiều ngang rộng ngang cái đế 11 nha, khá là đẹp. Đó, hàng em bao lành lặn và liền lạc nha bà con. Đó, đây nhìn rất là sang trọng nha, mang cái tính chất là phong thủy á. Đó, đây lành tích hết nha. Có chú cá này thì em giao lưu với bà con mình, người ta thường gọi là cá rồng á. Cá này em giao lưu là 2,5 triệu, 2,500,000 đồng em bao phí ship bà con mình toàn quốc nha, 2,500,000. Đó, hàng về đến nơi cứ khui ra kiểm tra nha, lành tích và liền lạc không bể dở, bà con mình nhận giúp em. Và mã tiếp theo là số 4. Số 4 đây bà con mình xem nha. Số 4 này thì em có là một cái chiếc bình gốm chu đậu này, mang tam thái. À, bà con mình xem khá là đẹp luôn nha. Hàng này là hàng xưa nha bà con. À, hàng rất là lâu đời nha. Chiều cao này em đo 28 nè, miệng đường kính 8 phân, vào hoành bụng thế này lên tới 46. À, mã số 4E, hàng em bao lành lặn liền lạc nè. Người ta vẽ là vẽ tích rồng, khá là đẹp nha. À, rồng đây. À, con rồng là với con lăng nè, long lăng á. Ở này là kỳ lăng, này vẽ kỳ lân rất là đẹp. Cái này em giao lưu với bà con mình là 2,8 triệu cho chiếc bình này nha, 2,8 triệu nè. Hàng em bao lành lặn chôn đế là rất là già sâu tuổi nha. Đó, bài bao bà con mình là hàng già đồ. Rồi đến với mã số 5 là em có một cái điếu bát xưa. Đó, mã số 5 là một cái điếu bát xưa nha bà con, khá là đẹp luôn. Đó, bà con mình xem nha, tuổi đời rất là lâu năm, cái này thì người ta bọc đồng. Đó, với cái chiều cao điếu bát này là em đo nó lên tới 20 nè. Hoành đế này là nó 26 nha, đế là 26. Đây, hàng thì nói chung thì mấy hàng này thì lâu tuổi rồi, nhưng mà được cái nó làm tích đó, theo thời gian 5 tháng đó. Cái này thì giá chỉ có 600.000 thôi đó, 600.000 đồng thôi nha. Em bao phí ship nha, bao kiểm tra hàng luôn đó, ship code cho bà con mình về mình nhận rồi mình thanh toán tiền sau, bà con mình cứ yên tâm, chỉ có 600.000 thôi nha. Rồi đến với mã số 6 là em có một cái chiếc bình gốm tàu. À, bình này là bà con mình xem nha, hàng vẽ kỹ thuật hàng xưa của tàu, có tích là Phúc Lộc Thọ. À, bà con của mình xem và cảm nhận giúp em nha. À, để em đo báo kích thước của bà con mình. Với cái bình này có cái chiều cao em đo là tổng cái quai 24 tới thằng bình là 17, hoành bụng này lên tới 49. Bình này thêm độ cũng khoảng 1,5 lít trở lên á. Cái này thì mình có thể vệ sinh sạch sẽ kỹ lại mình uống nước trà được luôn nè. Bình nó to lớn nha. À, bà con mình xem vẽ cái tích Phúc Lộc Thọ chôn đế nào, mình nhìn thôi là mình cảm nhận biết hàng già đồ nha bà con. Bình này giá em giao lưu với bà con mình gốm tàu nha, quay cán bằng đồng, em giao lưu giá là 1,9 triệu. Đó, 1,9 triệu thôi nha. Rồi đến với mã tiếp theo số 7. Số 7E nha, là một cái bộ điếu bát khá là đẹp. Đó, một bộ điếu bát nha bà con, được người ta bọc đồng vàng luôn. Đó, ống có ống đồng vàng luôn nha. Với chiều cao này là em đo lên tới 14 nè, nắp miệng đường kính 22. Đây cái bát bên trong nè bà con mình xem nha, khá là đẹp. Đó, hàng men gạn vẽ tay 100% nha, hàng cũ.
đó, không phải cổ hồi xưa, vài chục năm thôi, hàng cũ đó. Đây đế đây, này là gốm Bát Tràng vài chục năm nha, đó, mèn gạn. Em giao lưu với bà con mình cái bộ này giá là chỉ có 1,1 triệu thôi, 1,1 triệu thôi nha. Và mã kế tiếp theo này là số 8. Số 8E là em có một cái đĩa chanh, cái đĩa chanh khá là đẹp luôn nha. Đây cái tích là bà con mình xem nha, phu thê viên mãn, chất liệu gỗ gõ nguyên khối nguyên tấm luôn nha bà con, phu thê viên mãn. Cái này thì em vừa đánh gom lại đó nha, đó, hàng rất là đẹp. Bà con mình xem qua và cảm nhận giúp em nha. Đĩa liền khối chạm đục á. Cái đường kính này á, là em đo là 32 nè, cao luôn cả đế lên tới là 39. Đó, phu thê viên mãn nha. Đó, hoặc là chim công, chim một cái đôi chim công nha, hoa phù dung. Em giao lưu cái đĩa này cho bà con mình, nó dày khoảng chừng 3,5 phân thôi nha, 3,5 tới 3,5 phân thôi. Cái này giá em giao lưu 1,6 triệu thôi nha. Đó, 1,6 triệu em bao phí vận chuyển trên toàn quốc. Và mã tiếp theo này là mã số 9. Số 9 này thì bà con mình xem một cái chắp vuông nha, một cái chắp lục giác vuông, có cái chắp tứ giác vuông. Bà con mình xem, và đặc biệt cái này nó bằng gỗ chắc. Cháp này nó bằng gỗ chắc được cẳng chim hoa nha bà con, bọc đồng tứ diện nha. Gỗ chắc mà cẳng vật phẩm quý giá nè, cẳng ngà, cây gỗ xưa rồi nè, dốc 7 màu. Chiều cao này em đo 15 nha, chiều dài là 26, chiều ngang là 16 phụ bì, cẳng tứ diện nha. Đây bên trong mình nhìn quăng gỗ nó nè, nguyên con gỗ chắc nha bà con, dán gỗ liền đỏng nha, không đắp ghép nha. Đây chứ không phải hàng lụng dụng người ta đắp ghép đâu. Về mình đựng nữ trang mỹ phẩm rồi nha. Cái này giá em vô luôn chỉ có 3,5 triệu thôi, 3,5 triệu thôi nha. Đó. Và mã kế tiếp theo là số 10. Số 10 em có một cái vỏ gốm sứ, cái vỏ tàu gốm sứ nhìn đẹp và độc nha, khá là đẹp luôn. Cái này thì bà con mình xem hoa văn quả tiết vẽ tay, hàng này nói chung thì mình trưng đề co rất là đẹp. Và những cái mẫu mã bây giờ nó hiếm lắm nha bà con. Chiều cao này em đo 25 nè, chiều dài ngang 19 nè, và sâu ngang là 9 phân nha. Vẽ là cúc nè, hoa cúc rất đẹp. Đây chôn đế đây nha, hàng này cũng đo 30 năm thôi nhưng mà được cái lành lặn liền lạc không nứt bể. Cái vỏ này em giao lưu giá bà con mình là 1,5 triệu. 1,500 ngàn nha, 1,500 ngàn. Hàng rất là đẹp nha bà con. Tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 này thì em có một cái thố tàu xưa nha. Hôm trước em có một cái em vừa mới lên rồi nha bà con. Cái này em lên em có hai cái, em lên thêm cho bà con mình nữa nha. Cái thố tàu hàng vẽ tay, hàng chuẩn xưa lâu đời nha, được bọc đồng luôn. Chiều cao này em đo là 18 nè, đường kính ngang này thế này là 31 nha, bọc đồng trên và dưới nha. Cái này nó cũng giống cái trước em giới thiệu cho bà con mình giống nhau luôn á, chứ không có gì khác. Nhưng mà em có hai cái nha. Đây men của nó, men gạn thì thời gian rất là già, đồ sâu tuổi nè. Bà con mình xem chôn đế mọc rất là già và xưa nha bà con. Hàng em bao lầm chất và liền lạc luôn, không lỗi lầm. Cái này em giao lưu với bà con mình nha, có giá là 2,6 triệu. 2,6 triệu em bao phí vận chuyển trên toàn quốc nha, 2,6 triệu. Hàng về đến nơi cứ kiểm tra hàng lầm tích nguyên vẹn, hàng xưa bà con mình nhận giúp em. Có lỗi lầm gì thì cứ báo em nha. Rồi đến với mã 12. Mã 12 này 12E nha, một cặp bình song tâm gốm tàu vẽ tích sơn thủy hữu tình. Bình này có chiều cao 44 nè, 45 nha, đường kính miệng 17. Đường kính miệng 17 lần nha, và cái hoành bụng này là 62. Hoành bụng là 62 nha, hàng em bao lầm tích và liền lạc không lỗi lầm. Mấy cái hàng song tâm này nói chung rất là quý, rất là hiếm nha bà con. Hàng thường thường tròn thì nó nhiều, song tâm thì ít là hiếm lắm. Bà con mình xem và cảm nhận giúp em nha. Hàng thì lành lặn liền lạc, vẽ tay 100%, hàng tàu nè, tuổi đời 30-40 năm trở lên. Đây con mình xem đế chôn cũng nhìn khá là đẹp nha. Cặp này em giao lưu cho bà con mình là 4 triệu thôi nha, 4 triệu cho một đôi như thế này nha. Em bao cái ship, bao kiểm tra hàng nha, về đến nơi đến nhà lành lặn nguyên vẹn thì bà con mình nhận giúp em. Và đến với mã 13. 13 thì em có một cặp bình nữa nè. Một cặp bình khá là đẹp, cũng là gốm tàu luôn. Mấy cái hàng tàu này là men của nó lên sần sòi lên cớm hết trơn rồi nha, nên tuổi đời nó lâu năm. Bà con mình xem giúp em. Để em đo báo thông số bà con mình trước nha. Chiều cao bình em đo là 43, miệng đường kính 16, và hoành bụng này là 61. Vẽ là cái tích là phúc lộc thọ nè, và những cậu bé nè, kiểu ngũ phúc á, phúc lộc thọ ngũ phúc đó nha, khá là đẹp nha. Đây bà con mình xem hoa văn quả tiết vẽ nhìn rất là đậm đà, rất là già đồ sâu tuổi. Hàng em bao không nứt bể nha, hàng lành lặn và liền lạc toàn bộ không nứt bể. Một cặp này em giao lưu với bà con mình có giá là 3,8 triệu nha, 3,8 triệu cho một đôi như thế này nha. Chuẩn hàng tàu xưa nha bà con, chuẩn hàng tàu xưa nha. Về kiểm tra hàng, hàng đúng hàng xưa mà nhận không đúng hoàn về không tốn phí ship luôn. Và mã tiếp theo số 14. 14 này em có một cặp bình nè, kỳ lân, kỳ lân quái thú nha.
cặp bình này là hàng quýt quẻ cao cấp nha bà con. Đó, mình xem nha, đó, khá là đẹp, đó, hàng cao cấp hàng quýt á. Đây hoa văn quẻ mình nhìn xem nha, và những cuốn thư bảo bối nữa. Chiều cao bình này em đo 59 nè, miệng thì 20, và hoành bụng này của nó lên tới là 84, không nứt bể hay tóc gió chỗ nào nha bà con. Mình xem là kỳ lân vẽ nhìn rất là đẹp nha, đó, vẽ hoa văn họa tiết nè, nhìn nước mực người ta vẽ. Men của nó thì sậm màu sữa gạo theo thời gian, đế chôn mộc 4 chữ tàu và đồ sâu tuổi. Cặp này giá em giao lưu cho bà con mình đó nha, một đôi là 5 triệu, đó, 5 triệu đồng cho một cặp như thế này nha. Em bao chuẩn là hàng lầm tích liền lạc, không bao giờ nứt bể nha, đó, hàng lành lặn liền lạc. Và mã kế tiếp theo này là mã số 15. Đó, 15 này thì bà con mình xem nè, là một chân xưa, cái tích là chim tước nha. Đó, một đôi chim tước nhìn khá là đẹp luôn. Hàng này là hàng chuẩn xưa nha bà con. Đó. Đây hôm nay em để bức tranh này thanh lý cho bà con mình luôn đi, em còn có tấm này hả. Chiều cao cái tấm này thì nó lên tới khoảng là 42 nè. Chiều dài tổng là 60 nha. Độ dày khung tranh này là 3 phân. Đó, ốc thì nhã bả trầu xưa, gỗ là gỗ cỏ. Lúc này em giao lưu thường là 3 triệu mấy nè, nhưng mà hôm nay em để giá thanh lý luôn nha. Gỗ sau lưng đây. Ở hàng này là em bao chỉnh hàng xưa nha, nó bị nhăm nhăm nó mấy con ốc này theo thời gian 5 tháng thôi, nhưng mà hàng xưa nói chung có sao thì em báo mình vậy. Cái bức này giá vô luôn là 3 triệu luôn nha bà con. Đó, 3 triệu đồng nha, ở giá thanh lý. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ xưa Lê Nguyên chân thành và cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại giúp em 0772 8772 78, hoặc kết bạn Zalo inbox nha, bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ thêm. Hoặc là đến địa chỉ cửa hàng chúng em là nằm ở quốc lộ 91 của khu của quận Ôn Môn, thành phố Cần Thơ nha. Bên em thì nhiều loại sản phẩm nè, tủ bàn ghế giường sạp lông sàn các loại nha. Mình đến trực tiếp để mình xem tham khảo và mình lựa chọn, tha hồ mình sưu tầm luôn nha bà con. Đồ thì đa dạng phong phú nha. Ở tại cửa hàng chúng em thì rất là nhiều hàng, ở tủ bàn ghế giường sạp lông sàn các loại, đồ gốm, đồ đồng, đồ đá các kiểu nha. Ở chuyên sỉ lẻ toàn quốc luôn. Đó, thì em cũng xin chân thành và cảm ơn bà con mình rất nhiều đã ủng hộ kênh nha. Đó, cuối clip thì mến chúc sức khỏe bà con mình và xin hẹn lại những clip tiếp theo ạ.